Xin chào các bạn. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và sử dụng phần mềm shortcut.com để quản lý dự án nhé. Thì shortcut.com là một trong những ứng dụng để giúp chúng ta giảm thiểu thời gian quản lý dự án này, cập nhật tình hình và bàn giao các sản phẩm cho khách hàng một cách đúng hạn. Thì cũng giống như các ứng dụng khác, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những điểm mạnh của shortcut.com là gì nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Bạn mở trình duyệt và truy cập về địa chỉ shortcut.com. Đây là trang chủ của shortcut.com. Bạn thể thấy là shortcut.com là một project management tool này. Chúng ta thể xem các thông tin về sản phẩm này, về giá này, thông tin về company này, resource này, và có thể đăng ký free ở đây nhé. Bạn có thể kéo dưới để xem thêm các thông tin, có video giới thiệu này, các đối tác này, customer của shortcut.com này và các thông tin khác. Ok, tôi sẽ không đi vào chi tiết. Bạn muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể xem các thông tin bên dưới nhé. Thì để đăng ký tài khoản, chúng ta click nút sign up for free. Để đăng ký, chúng ta sẽ có hai option. Một option là nhập địa chỉ email của bạn ở đây này. Option số 2 là sign up with Google này. Tôi sẽ chọn option số 2 là sign up with Google nhé. Login page. Thì ở đây bạn phải nhập tên công ty của các bạn này. Tên công ty, tên tổ chức của các bạn này. Tôi sẽ nhập một cái là Chiến Vũ Software. Next step. Sau đó tạo profile của mình này. Thì bạn điền full name thôi. Chiến Vũ này. Tiếp theo bạn sẽ nói về thông tin về cá nhân của các bạn này. Về thông tin về tổ chức team của các bạn đang làm gì này. Câu đầu tiên tôi sẽ chọn là Which team are you on? Thì mình sẽ chọn là Product Management này. Tiếp theo bạn sẽ chọn là tool nào bạn đang sử dụng này. Ở đây ta sẽ dùng là Jira này hay Trello này. Jira đi. Và bao nhiêu người trong nhóm của bạn sẽ dùng shortcut này. 21 đến 50 người đi. Next step này. Bước tiếp theo thì bạn có thể mời team của bạn vào này. Nếu bạn đã có team member ở trong group của bạn rồi thì mình có thể mời nhé. Và không mình skip cái này cũng được này. Tôi tạm thời skip đi. Skip step này. Bỏ qua bước này. Bước tiếp theo là onboarding. Nếu bạn chưa từng sử dụng bất kỳ một phần mềm nào này, một ứng dụng nào về quản lý dự án online này, hay là quản lý dự án ở dưới local PC của các bạn này, thì bạn có thể click vào nút Help me get started. Ở đây thì shortcut sẽ hướng dẫn bạn step by step để hướng dẫn bạn cách tạo ticket, tạo dự án và rồi assign vân vân, khá nhiều thứ. Hoặc bạn có thể click vào I just want to explore này, tôi tự nghiên cứu thôi. Thì tôi sẽ chọn option là số 2 nhé. Đó. Sau khi tôi khởi tạo xong ấy, mặc định bạn nhìn thấy là tôi sẽ có cái giao diện màu đen. Trong trường hợp bạn nào mà muốn có những giao diện màu khác, không muốn màu đen ấy, thì bạn có thể click vào nút này, profile name của bạn này. Sau đó bạn chọn cái option là theme này. Light mode đi. Đó. Lúc này tôi sẽ chuyển sang cái chế độ là màu trắng rồi thay vì màu đen nhé. Tương tự như vậy, bạn muốn trở về màu đen thì lại click vào nút dark mode. Light mode. Ok. Khá đơn giản đúng không? Còn option số 3 ấy, nó sẽ lựa chọn cái theme của bạn là theo kiểu system setting. Có nghĩa bạn setting cái hệ thống Windows của bạn ấy và dùng theme màu gì, màu dark này hay màu light này đúng không? Hiện tại tôi đang dùng theme dark mode ở dưới máy tính của tôi nên nó sẽ tự động phát hiện là màu đen. Đây, tôi chuyển sang chế độ màu sáng nhé, cho dễ nhìn. Ok, thì bạn thấy sau khi chúng ta vào dashboard của shortcut.com rồi ấy, thì khá nhiều thông tin, tại vì chúng ta chưa tạo bất kỳ một cái thông tin gì hết ngoài thông tin liên quan đến tài khoản thôi. Thì ở trên cái dashboard này chưa có bất kỳ một thông tin gì. Chúng ta cùng tìm hiểu qua nhé. Dashboard này sẽ chứa thông tin về, đầu tiên sẽ có thanh menu này, sẽ có chúng giúp chúng ta tạo nhanh các story, các epic, iteration, project, label, milestone và mời người khác tham gia nhóm của bạn này, hay tạo một cái nhóm khác này, chức năng search này, khá nhiều thông tin. Bên dưới là thông tin về tài khoản của bạn này. My work sẽ hiển thị tất cả các ticket mà bạn phải làm. My active task, tương tự như vậy, những task nào mà đang active. Upcoming due date, những cái milestone nào sắp tới trong khoảng 30 ngày tới. My activity feed, bạn làm bất kỳ một cái activity, bất kỳ một cái thao tác gì sẽ được lưu lại trên hệ thống và được hiển thị ở đây. Tiếp theo tôi có phần story. Phần story sẽ list toàn bộ tất cả những story ở trong dự án của các bạn. Phần epic, tương tự như vậy, tất cả các epic. Chúng ta sẽ đi detail sau nhé. Milestone, tất cả các mốc bàn giao trong dự án của các bạn này. Iteration. Iteration, nếu bạn nào đã từng biết, đã từng làm qua mô hình quản lý dự án theo mô hình Agile ấy, thì bạn hiểu khái niệm iteration là gì.
iteration ở time box period này. Time box có nghĩa là bạn sẽ xác định được cái khoảng thời gian mà bạn sẽ hoàn thành cái iteration đó. Tôi lấy ví dụ, nếu bạn đi theo mô hình Agile Scrum ấy, thì mỗi một iteration nó sẽ là theo mô hình là sprint, và mỗi một sprint sẽ trong khoảng là từ 1 đến 4 tuần. Thông thường chúng ta hay sử dụng cái tiêu chuẩn là 2 tuần cho một sprint. Tiếp theo nữa là roadmap của dự án. Roadmap là phần kế hoạch tổng thể. Thì chúng ta có thể đi lập kế hoạch là trong dự án của chúng ta có bao nhiêu lần mình deliver, bao nhiêu lần chúng ta release sản phẩm cho khách hàng. Trong phần team này chúng ta sẽ có là trong dự án có bao nhiêu team, có bao nhiêu line đang chạy song song với chúng ta, hay có bao nhiêu squad để chạy. Nếu chúng ta làm việc ở những team lớn ấy, thì chúng ta sẽ chia ra những cái team nhỏ. Team 1, team 2, team 3, team 4, squad 1, squad 2, 3 và 4. Phần more này chúng ta có define thêm là các project, các label, phần reporting, phần status và search information nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem là project. Mặc định chúng ta sẽ có hai project là API và web app. Bạn thật click vào và xem detail, xem mặc định là có những thông tin là gì. Khá nhiều thứ, chúng ta sẽ đi detail phần bên dưới sau nhé. Hiện tại chúng ta cũng chưa có đầy đủ thông tin nên tôi cũng chưa đi detail phần bên dưới. Lại click project, edit workflow state, create project. Ta sẽ tạo project này. Website, development. Develop new website. Customer ABC. Đó, tạo project. Ok, back lại project. Bạn thể thay đổi cái màu được nhé, màu sắc. Edit workflow. Thì phần workflow state chúng ta có thể tạo mới thêm các state nữa này. Mặc định chúng ta sẽ có các trạng thái như in development này, ready for review, ready for deploy và complete. Mình tạo thêm các trạng thái khác cho story này, hay thậm chí cho Epic nhé. Tôi sẽ để mặc định thôi. Bạn để setting các thông tin như profile, email address, notification API, security, link các tài khoản này, hay là thậm chí delete account này của bạn này. Workspace setting thì mình có setting về user directory này, invite other people này, import data từ các shortcut khác này, hệ các hệ thống khác này, như Trello hay Jira này, open source library này, hay API. Mình generate được các setting. Billing này, nếu bạn thanh toán liên kết tài khoản này, thanh toán trả phí ấy, thì cái thị ở đây. Hiện tại tôi đang dùng cái tài khoản plan là free nhé. Free thì sẽ có rất nhiều cái giới hạn, chắc chắn rồi. Nếu mua theo team thì này, nếu dùng free tôi sẽ có chỉ dùng được là một team này, và người dùng là 1 đến 10 người dùng thôi. Một workspace và customizable workflow chỉ được một thôi. Chúng ta sẽ có các trạng thái như story, epic, iteration, space này, advanced version, okay, rất nhiều thứ, cũng khá đủ thôi. Nếu bạn có team nhỏ từ 1 đến 10 người thì mình nghĩ là khá đủ để mình quản lý cái dự án của chúng ta rồi. Loading icon này, bạn thay đổi nhé. Mặc định là chúng ta sẽ có cái icon của loading icon của shortcut nhé. Bạn có thể thay đổi cái icon đó cho cái dự án của bạn nhé. Upload image này, upload ở đây này. Đó, rất nhiều thứ. Workflow, tạo mới workflow, edit workflow, edit workstate, view on story page, workflow state, iteration. Mình sẽ là iteration allow member to plan and check story in time box period này, như mình nói đấy. Mặc định sẽ được enable nhé, cho workspace của các bạn này. Estimate scale này, mình có thể estimate scale ở đây, chúng ta sẽ theo kiểu là story point này, story count, estimate point. Default sẽ có là cái mặc định là 0, 1, 2, 4, 8. Ok, Fibonacci này, ta sẽ chọn cái này này. Shape change này. Đó. Story template. Shortcut lab. Ok. Trong phần setting này thì cũng khá nhiều thứ. Thì bạn có thể đi one by one, step by step nhé, để mình tìm hiểu và chi tiết hơn. Nếu bạn chưa hiểu ấy, comment ở video, tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ok. Rồi, bây giờ đi vào phần chính. Chúng ta back về home. Ok. Chúng ta đã tạo xong project rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo các nội dung bên trong để quản lý dự án nhé. Thì chúng ta sẽ đi theo mô hình này này. Tôi vẽ cho các bạn nhìn hình dễ hình dung nhé. Xóa cái này đi này. Xóa cái này đi này. Insert. Shape này. Chúng ta sẽ có đây đầu tiên này.
project này, một dự án lớn của chúng ta nhé. Ok này, bên dưới chúng ta sẽ có phần iteration này. Một, đây chúng ta sẽ có rất nhiều iteration nhé. Iteration 2, iteration n. Như này dễ hiểu đi. Filter màu khác cho các bạn dễ hình dung nhé. Ok. Trong phần iteration, chúng ta sẽ có gì nữa nhỉ? Chúng ta xem nhé. Chúng ta sẽ có phần epic, phần story. Ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có epic. Epic 1 chẳng hạn. Epic. Epic này. Trong từng epic chúng ta sẽ có story này. Story này. Rồi, trong phần story ở đây chúng ta sẽ có là các tag con nhé. Ở trong shortcut.com ấy thì nó không chia chi tiết ra là task là gì này, bug là gì này, mà nó gọi chung là epic này, story này. Trong story chúng ta sẽ có như là bug là gì này, cái nào là feature này, hay cái nào là những cái công việc là lặt vặt khác này. Đó. Ok, chúng ta sẽ đi detail nhé. Đầu tiên chúng ta tạo là iteration, đã tạo project rồi này. Xong tạo iteration này, epic và story. Ở đây iteration sẽ tương ứng với là sprint nhá. Đó. Sprint n. Ok. Tôi tạo sprint 1. Enter cái phần miêu tả ở đây nhá. Work for sprint 1. Tôi chọn ngày start date và end date. Ví dụ là ngày start 15 tháng 11, end date 2 tuần, tôi sẽ để là 26. Team thì là team 1 thôi. Tôi tạo thêm một spin nữa, spin 2. Team 1. Đó, tạo. Ok, có 2 spin rồi nhé. Đã hoàn thành iteration rồi này. Tiếp theo là epic. Epic của tôi sẽ có epic 1. Đây tôi chỉ tạo là mẫu thôi nhá. Và khi bạn tạo epic ấy, bạn phải viết cực kỳ detail này. Miêu tả thì epic đó làm cái gì, có những cái gì. Đó. Thì trong epic của tôi sẽ có các thông tin như team là gì, team số 1 thôi. Owner tôi để là tôi này. Phần milestone, ok, milestone update lại sau. Bây giờ chúng ta sẽ chưa có milestone. Trạng thái là to do. Chắc chắn rồi, vừa tạo xong nó sẽ để trạng thái là to do. Start date. Ok, start date thì để spin 1. Epic này tôi sẽ để trong thuộc spin 1. Nên tôi để start date là cùng ngày với spin 1. Follower là. Chúng ta để rất nhiều người follower được nhé. Cùng một lúc nhé. Epic này. Epic số 2. Team 1, state là to do, no milestone, start date. Ví dụ tôi hoàn thành 2 epic trong spin 1 thì tôi để này tương tự nhé. Chiến này. Ok, tạm thời như vậy. Thì cái phần milestone, milestone đây thì tôi nên thêm phần milestone này. Ở trong ảnh thì tôi chưa, trong PowerPoint tôi chưa vẽ thêm. Vậy tôi mở thêm PowerPoint này. Tôi lấy ví dụ, tôi cho phần này cao lên một chút. Phần này, share đi, tạm thời share đi. Tôi sẽ có một cái phần nữa là từng phần tôi release sản phẩm cho khách hàng. Ví dụ như vậy, tôi sẽ có là release 1. Tiếp theo nữa đây, release 2. Release n của tôi chẳng hạn. Thì trong phần release 1 đấy, tôi sẽ bao gồm là hai spin. Spin 1 và 2. Ví dụ như này. Sau đó thì sẽ như thế này. Ok, tạm thời có này đi. Trong phần release 1 này sẽ có spin 1 và spin 2. Và có rất nhiều các release khác nữa sẽ có các spin tương ứng. Ok. Release day nó sẽ tương ứng là các milestone ở trong dự án của tôi. Tôi sẽ có cái deliver số 1 sẽ bao gồm hai phần này, deliver số 2 bao gồm phần này, deliver 3 phần này, phần kia. Rất nhiều thứ. Ok. Rồi, milestone.
milestone đây tôi sẽ có release 1 tạo thêm nhé, release 2 nhé. Đây. Tôi lấy ví dụ release 4 đi. Dự án bạn sẽ có 4 lần bạn release cho khách hàng. Back to phần epic, đã có epic, 2 epic rồi. Story, chưa có story nào hết. Tiếp theo đi tạo story. Story 1. Miêu tả nhé. Đó. Phần task. Ok. Trong story bạn thì tạo được các subtask cho bạn ở đây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa tôi back lại cái phần này. Tôi update vào đây thêm. Sẽ có là các task để nhỏ thôi. Task 1. Đổi màu đi. Task 1. Task 2. Nếu bạn nào đã sử dụng Trello để quản lý dự án rồi thì cũng tương tự như vậy nhé. Có nghĩa là để hoàn thành được cái story 1 này, bạn cần hoàn thành ít nhất là 2 cái task này. Để hoàn thành cái task, bạn phải check box vào đây này là done. Đó. Ok, rồi mình sẽ update sau nhé. Story 1 này, nó có những quan hệ là gì đến các story khác? Chúng ta sẽ add sau. Team 1 này, workflow, product này, development này, trạng thái là unscheduled này. Mình sẽ để trạng thái là ready for development này. Project là web site này. Epic để epic 1 đi. Iteration là spin 1. Feature, type là feature. Bug này. Cho này của mình sẽ là cái các việc vặt của mình này. Set task đã này. Ok rồi đấy. Phần owner. Owner của mình sẽ là khó là chiến vũ này. Estimate này. Mình sẽ estimate là bao nhiêu point nhé. Story point này. High point này. Due date này. Due date của cái phần story 1 này để là 19 này chẳng hạn này. Follower cũng để là chiến thôi. Sau đó tạo story. Ok. Tương tự như vậy. Chúng ta sẽ tạo các story khác. Tôi tạo nhanh nhé. Story 2 này. Nhanh đi. Tạo khoảng 10 cái. Ok. Chúng ta đã tạo khoảng được 10 cái story rồi. Bây giờ đi update trạng thái nó lại một chút nhé. Story 2 này. Tôi không ép phần miêu tả nữa đâu. Sẽ có bao nhiêu task này. Task 1 này. Task 2 này. Task 3 này. Phần các mối quan hệ nhé. Nó liên quan đến ví dụ story 1 này. Story 1 này. Search này. Đó. Có những cái file attachment gì này. Ấn vào đây attach lên thôi. Từ My Computer, từ Dropbox, từ Google Drive, từ Box. Ok. Tiếp theo nữa, phần các phần khác nhé. Làm nhanh nhé. Ready for development website. Add thêm cái label được này, high priority này, hay có thể define cái label khác nhé. Thì các bạn thôi. Đó, update rồi. Close nữa lại này. Story 3 đi. Đó. Ví dụ tôi đã define xong các story 1, 2, 3, 4 rồi này. Và 5. Đầy đủ thông tin rồi. Thì đây là Kanban Boss nhé. Nếu bạn nào đã quen cái mô hình Kanban hay là mô hình Agile Boss rồi thì các bạn có thể hiểu được nó. Còn nếu mình chưa hiểu hoặc là mình mới tìm hiểu thì đây là Kanban Board. Nó sẽ list tất cả các đầu việc, tất cả các story trong dự án của các bạn. Sau đó, bạn sẽ pick up nó vào các cột tương ứng. Đầu tiên, nếu công việc nào chưa được start thì nằm trong cột là unscheduled. Khi công việc đã bắt đầu start, chúng ta pick up task đó vào trong phần ready for development. Như này. Đó. Thì bạn ấy, chúng ta sẽ có nằm nó thuộc iteration số 1 là spin 1. Có 1 năm ticket. Nếu bạn start coding thì mình sẽ là in development. Bạn kéo ra. Story 2 cũng vậy, tương ứng như vậy, cũng in development. Story 3 cũng vậy. Story 5 này, story 5 thì tôi sẽ chuyển nó là bug đi cho một kiểu khác nhé. Đó, bug này, icon là bug này.
icon này, icon là feature này. Tôi tạo thêm một cái, đổi một cái số 3 đi, thành một kiểu khác cho nó dễ nhìn. Các công việc lặt vặt này. Ok, sau đó phần sang phần milestone nhá. Phần release 1 chúng ta sẽ chưa có thông tin gì này. Release 1 tôi sẽ define nó start là ngày hôm nay này. Sau đó trong một tháng tôi phải deliver nó này, 15 này, 2 tuần này, đây đến mùng 10, đến ngày mùng 10 tôi phải deliver nó. Ok, tương tự như vậy phần số 2 tôi sẽ cũng một tháng tiếp theo là start từ ngày 13, 31 này, đây mùng 7 tháng 1. Ok, thì sau đó phần roadmap. Roadmap bạn để ý, chúng ta đã có phần release 1, release 2 đã có trong phần kế hoạch của chúng ta rồi này. Epic 2 thì chưa có thông tin gì, Epic 1 đã có các thông tin. Epic số 1 chúng ta sẽ có là high story, Epic 2 cũng high story, 5 point, 4 point, trạng thái đang to do, owner chưa có, assign chiến vũ này. Chưa, vẫn đang ở trạng thái to do hết đấy. Milestone, milestone click vào đây, tôi sẽ để vào milestone thuộc là release 1. Đây tương tự cũng vậy, release 1. Label sẽ để là high priority, tương tự này cũng high priority. Epic 3 4 đi. Epic 3 4 này tôi sẽ để start 25 này đến ngày 25 này. 14 25. 14. No, tôi sẽ để cũng lại ngày. Start từ ngày 15 đến ngày 26. 15 đến ngày 26. Kia tôi sẽ có từ 29 đến ngày mùng 10. Nó vẫn thuộc release số 1. Tiếp theo nó sẽ có là từ 29 cũng đến mùng 10 cũng thuộc version 1 release. High priority mình sẽ chọn nhiều cái label rồi nhá, ví dụ front end này, high priority này, back end nữa này, đây là front end này. Đó, ví dụ như vậy. Ok, còn team thì có một team thôi, member này, hai hai bạn chiến vũ này, một ông này là ông nào, một ông này ông nào nữa này. Ok, hay không? Phần setting invite user nhé, tôi sẽ mời thêm bạn bè này, role này, ví dụ tôi sẽ có ông là ông chuyển viên này, đi mời ông ấy, ông admin luôn nhé. Khi tôi mời ông ấy thì có một cái email, để xem là có mail chưa. Này, tôi nhận một cái mail từ ông kia. Shortcut này, accept đi. Đó, sau khi tôi accept ấy, thì tôi đã vào và nhìn thấy được cái dashboard của ông ấy. Có các thông tin ABC về các dự án này. Ok, rồi tôi tạm thời bỏ qua ông này nhé. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đây, đã được gửi rồi, admin rồi. Bắt lại phần story của tôi. Story, lúc này tôi đi detail. Tôi sai cho ông Other People cũng chiến vũ. Tại vì đặt tên giống nhau. Sorry. Để tôi tự edit tên của cái tài khoản hiện tại nhé. Cho nó khác nhau một chút. Edit profile này. Chiến vũ Hoàng đi. Hay chiến VH đi. Professional của nè. Time zone thì nhớ là cộng 7 nhé. Việt Nam mình đi. Cứ phải cộng 7. À, UTC, nhằm đến UTC, UTC cũng phải đúng không? Hôm nay thì back lại phần story của tôi xem nào. Ông chiến vũ này, ông kia là ông cũng vẫn chiến vũ chưa đổi à, chiến VH thì mà chưa ăn tên ở đây đấy ông ạ. Back lại nhá, tôi phần story này, sai tiếp task này cho ông khác là ông, à giờ đây chiến với hết là chiến vũ rồi. Ok, khác nhau rồi.
Rất tốt. Ok. Story 5. Story 5. Spin 1. Epic 2. Ok. Trong trường hợp tôi đã có một ticket đã ready thì tôi kích vào story 1 sang ready for review này. Cái này cũng ready for review này. Cái này là ready for deployment. Sau đó thì có cái complete đi. Cho nó tất cả các ticket ở các trạng thái nhé. Để tôi nhìn xem nó như nào. Ok. Rồi, đầu tiên back về phần home. Bạn ấy tất cả các activity đã được lấp vào đây này. Trong phần task của tôi sẽ có hai story 2 và 3. Unfinished này, start only này, everything này. Start only. Upcoming date của tôi sẽ có những ngày due date phải finish các công việc này. Rất chi tiết đúng không các bạn? Bây giờ back về phần story. Ok, nó có 1, 2, 3, 2, 4, 5, 5 ticket, 5 story ở các trạng thái khác nhau. Tiếp theo, tôi sẽ về phần Epic. Bạn để ý, lúc này chúng ta đã có Epic 1, có một task hoàn thành là 40% đã hoàn thành vì nó là 2 story point, còn lại 60% chưa hoàn thành là 3 story point. Vì total tôi có 5 story point mà. Epic 2 thì 50% là chưa start này. Rồi, ok. Phần phần milestone release 1 nó có 22% hoàn thành. Epic, ok. Rất detail. Phần iteration spin 1 high point complete. Ok. Click vào detail spin 1. Ở đây bạn có thể nhìn thấy là sẽ có là overview này. Có bao nhiêu story của chúng ta này. Export cho file CSV được nhé. Đó. Và tiếp theo bạn có thể nhìn cái đường burn down chart của chúng ta cho spin này. Theo story count, theo story point. Ở đây bạn thấy chúng ta sẽ có cái đường dự kiến này. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có là 7, 7 point trong spin này này. Sau đó có những đường dự kiến 6 point, 5 point, 4 point. Khá chi tiết. Ở từng phần nó sẽ có actual point remaining là bao nhiêu point còn lại này. Idea point remaining. Có nghĩa là khi chúng ta chạy theo timeline, time box là 2 tuần, thì nếu chúng ta hoàn thành các công việc ideally là ngày 17, và sau đó 2 ngày chúng ta phải finish được khoảng 2 story point, thì sẽ thì dự dự đoán là spin này sẽ chạy rất tốt, bạn sẽ hoàn thành được các công việc trong spin này. Còn nếu mà bạn dụ đến ngày này mà idea các bạn không còn không ideally bạn không có khoảng là ba còn 3 story point mà thực tế bạn còn đến 6 story point thì chắc chắn là cái spin này bạn sẽ không hoàn thành được đúng dự kiến rồi. Để cycle time này, lead time chart này, phần cumulative flow diagram này sẽ hiển thị tất cả các thông tin của bạn này, story point bạn đã hoàn thành bao nhiêu này. Đó. Đây chúng ta sẽ có các màu này xanh đỏ tím vàng khá bắt mắt đúng không? Unschedule này, ready for development này, in development, ready for review, ready for deploy, complete and total story point. Roadmap, team, phần epic của chúng ta này, epic 1. Click vào view detail từng epic 1 thì bên tay phải chúng ta nhìn được tất cả các information của epic đó nhé. Trạng thái của nó này, kéo xuống dưới chúng ta cũng sẽ có những phần burn down chart để thể hiện cái trạng thái của ticket mà mình đã hoàn thành trong cái epic này này. Velocity chart này để đo xem cái gia tốc bạn hoàn thành trong cái epic này ấy. Bạn hoàn thành được như thế nào này, cycle time này, hay là cái cumulative flow diagram này cũng tương tự như phần spin lúc nãy này. Các chức năng của từng phần như phần story, epic hay iteration hay spin ấy, thì nó tương tự như nhau, có các thông tin như overview này, story này, comment, phần report, back to story này, thì bạn có thể tạo thêm các filter, chẳng hạn add filter này, owner by me này, đó. Hoặc thêm các filter khác như là cái head attachment này, bỏ hết đi filter đi đó, hay tạo thêm team này, hay project này, API body, hay web này, iteration này, spin 1, spin 2, no iteration, spin 2 không có, spin 1. Ok, rất hữu ích đúng không các bạn? Bước tiếp theo chúng ta sẽ có phần more này, bạn kích vào phần này, report này,
bao nhiêu story complete, bao nhiêu feature bug. Wow, khá nhiều thứ. Mình đã rất nhiều thứ nhá. Đi qua một chút này, sẽ có đầu tiên phần thông tin này, tổng quan này, velocity chart này, xem ra tốc của bạn qua các spin này, burn down chart này. Mình có thể chọn duration ở đây nhé. Burn down chart này, cycle time này, lead time này, time spent in work flow state này, created và completed này, cumulative flow diagram này, completed story này, epic has story completed này. Khá nhiều thông tin. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có phần status, phần schedule ready, ok, story. Search, tìm kiếm ở đây thôi. Chúng ta sẽ có một phần nữa là phần integration, phần tích hợp với các hệ thống bên ngoài này. Như là có là Bitbucket để quản lý short code này, GitHub quản lý short code này, GitLab cũng vậy này, hay Slack. Slack chúng ta tương tác. Thì công cụ shortcut.com này là để quản lý các đầu việc thôi, giao task cho member. Tuy nhiên để bạn giao tiếp trong team, giao tiếp hay giao tiếp trong team nội bộ này, hay giao tiếp với khách hàng này, thì mình nên có những cái kênh để mình chat với họ, qua Slack này, qua Skype này, hay qua email. Thì shortcut.com support cho bạn tích hợp với Slack để giúp chúng ta tăng tương tác, tăng thảo luận trong team nhé. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một vài các ứng dụng khác hỗ trợ cho việc tích hợp là Bug.com này, Bugsy này, Bugsnap, Calendar, lịch biểu này và các ứng dụng khác. Ok, bạn hãy click vào đây và sau đó chúng ta sẽ có đi tìm hiểu cách tích hợp như nào nhé. Add Slack thì tôi cũng sẽ không đi detail nữa. Bạn chỉ cần follow step by step ấy, thì bạn có thể add thêm được các tính năng ứng dụng mới third party tích hợp với shortcut.com. Ok, video cũng khá dài, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì sau khi các bạn xem xong video ấy, bạn đã biết là shortcut.com hỗ trợ bạn những tính năng như thế nào này. Bạn tạo project này, tạo milestone này, tạo epic này, tạo story này, tạo task, subtask, tạo bug, vân vân. Thì từ đó bạn cũng sẽ define được cái roadmap, một cái overview planning cho cái dự án của bạn tổng thể này, sẽ có bao nhiêu cái lần release này, bao nhiêu lần deliver cho khách hàng. Bên cạnh đó bạn cũng đã biết cách mình tích hợp với các third party tool để làm sao tăng tương tác hiệu quả giữa việc communication này, quản lý mã nguồn code này, và có những cái đầu việc upload chia sẻ nội dung cho member của các bạn. Ok, thì hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Shortcut.com là một ứng dụng tôi đánh giá là khá hữu dụng, thân thiện và dễ dàng sử dụng, không quá khó như các hệ thống khác. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.